cả nhà, chào các bạn, chào anh chị em và các bạn. Trời mưa lớn quá, mưa vừa gió con, cái bông mà nó rớt xuống đầy luôn, thấy uổng ra chưa, thấy không, bông đậu rồng rớt xuống quá trời luôn, nó rớt xuống nhiều dễ sợ luôn, con bông đậu rồng nó rớt nó rụng quá trời rụng luôn, uổng cái bí mình để nó già ăn mùa đông. Trái bí nè, trái bí mà đã ghê chưa đó, trái bí này chắc là cũng phải là 5 kg là ký Việt Nam á. Rồi coi cây ớt của mình, rồi nó sai trái quá trời trái luôn, trái mà lục cục luôn nè đó, rồi trái quá trời luôn. Ớt nè, coi đã chưa, ớt nè, rồi trái mà lục cục luôn á. Ớt, cây ớt sim nè, trái dễ sợ trái chưa à. Ông thua, ông hái đậu bắp rồi mà ông cao rồi mà ông bắt cái vỏ nữa kìa, bắt cái vỏ mà ông kéo nữa chứ đó. Ớt đã ghê cả nhà, đã ghê các bạn, đã ghê.